Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra triển lãm Vụ kiện Gia Cam, một nguyên đơn triệu nạn nhân do nhà xuất bản Trẻ, báo Tuổi Trẻ và công ty đường sách thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tư liệu hình ảnh nhằm cung cấp cho công chúng những thông tin hệ thống về đường đi và tác hại của chất độc da cam với con người, thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Trong đó có những trích lược ấn tượng về vụ kiện của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam năm 2004, vụ kiện của bà Trần Tố Nga, đại diện cuối cùng của hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, sự đồng hành của bạn bè khắp nơi trên thế giới, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Năm 2014, bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, tiếp tục gửi đơn kiện đến Tòa án tối cao thành phố Évry, nơi bà cư trú. Sau 5 năm hoàn tất các thủ tục tố tụng, phiên tòa xử vụ án dân sự Trần Tố Nga chống lại 14 tập đoàn hóa chất Mỹ sắp đến hồi kết vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Theo bà Nga, đây là cuộc chiến cuối cùng của đời mình. Tôi kiện để đòi lại công lý, công bằng cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Cùng với triển lãm, sáng ngày 8 tháng 5, tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức tọa đàm Vụ kiện da cam và hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Bày tỏ kỳ vọng với vụ kiện của bà Trần Tố Nga, kêu gọi sự đồng hành của nhiều người cho cuộc chiến đòi công lý. Tuy chỉ là nguyên đơn nhưng mà không phải vì cái lợi ích của cá nhân của chị Nga. Đấy, và với cái tuổi đó thì chị Nga bây giờ cũng không phải là cần vật chất gì để mà sống cả, vì chị cũng không thiếu thốn. Cho nên là trước hết đó là cái điều mà tôi cho là cần phải cảm ơn và rất là khâm phục cái cuộc đấu tranh của chị Nga, và chỉ cho rằng đây là cái cuộc đấu tranh vào cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời tôi. Thì thứ nhất là có cơ sở pháp lý, đó tức là có cái thẩm quyền để xử. Đó là cái khác với bên Mỹ. Điều thứ hai, có một cái trường hợp, một cái người làm ở cái nông trại, và họ sử dụng cái chất diệt cỏ và họ bị phơi nhiễm, thậm chí mất trí nhớ, thì cái vụ kiện nó xảy ra đeo đủ cũng 10 năm, và 2018 có một cái phán quyết là cái công ty hóa chất đó phải đền bù cho cái người này. Và như vậy thì đây là một cái án lệ mà có thể là thuận lợi cho cái vụ kiện của chị Tố Nga, là chúng ta có thể là hy vọng. Chắc chắn là một ngày đó nào đó mình sẽ thắng. Mình có chính nghĩa, mình có công lý, chắc chắn là sẽ là sự thật. Thì phải nói là chị Trần Tố Nga đưa đơn kiện ở Pháp, thì như vậy là hội nạn nhân cũng nhìn thấy đây là một cái việc làm rất là tốt. Bởi vì nếu chị Tố Nga thắng thì nó sẽ là một cái án lệ, từ đó nạn nhân của Việt Nam cũng như nạn nhân ở khắp các nước khác trên thế giới sẽ đưa đơn kiện, vì nó án lệ, Mỹ nó xử theo án lệ. Cho nên là sẽ các cái 1 triệu nạn nhân khác, người ta có hy vọng là tại như vậy.